Hello và xin chào tất cả các khán giả yêu quý của Đinh Tiên Channel. Như đã giới thiệu trong cái shop video tuần trước thì ngày hôm nay mình sẽ mở 10 cái hộp Lego của Plan và Zombie. Cái này thì mình đặt mua ở trên Shopee. Và cái shop này thì ở bên nước ngoài nha các bạn. Cụ thể là ở Trung Quốc. Đây, mình sẽ cho các bạn xem qua những cái hình ảnh mà chúng ta có thể có được. Sẽ có 3 em Zombie này. Đây là những cái em Plan. Và có một cái em này họ không có để hình thì chắc là Gold, phiên bản Gold hay là một phiên bản nào đó, có thể là rất là hiếm và xịn sò. Đây thì là một em màu đỏ như kiểu là quả ớt này. Đây, đây chúng ta có thể thấy là họ cũng có ghi những cái kích thước 59mm này, rồi thì 54mm này, 48mm này. Đó. Mình sẽ cho các bạn xem qua cái hộp này, cái phần bên ngoài. Ở đây cũng có một cái tem nữa, không biết là gì đây, và một cái mã QR. Rồi ok, thế thì ngày hôm nay mình mua về 10 hộp và chúng ta sẽ cùng xem nhé. Có gì nào. Hộp đầu tiên, cái thiết kế của cái hộp này thì cũng khá là đẹp. Đây, hết rồi nha. Chúng ta có một cái tờ hướng dẫn các bạn ạ. Đây, một cái tờ hướng dẫn luôn. Khá là to đấy. Ok. Rồi. Tờ hướng dẫn mình sẽ để đây cho mọi người nhìn ha. Chúng ta có một cái thảm màu xanh này. Cái này thì nó ít linh kiện hơn rất nhiều so với bên Skibidi-Tonet nhé. Nên là chúng ta có thể dễ dàng lắp ghép hơn. Đây, chúng ta cần hai cái mảnh này. Để như thế này. Lắp vào đây giống như hình ha. Bước số 2 thì chúng ta cần bốn cái này. Đặt đây làm thành những cái bông hoa tượng trưng thôi. Đó, lắp ghép rất là dễ luôn. Tiếp theo đó là một cái cây như là một cái cây cột này, để đây. Rồi chúng ta sẽ cần ba cái mảnh màu xám này. Chúng ta sẽ lắp ghép giống như hình. Đây là cái hòm thư này các bạn này. Đó. Đây mình sẽ cho các bạn xem lại gần hơn này. Ok. Sang lên bước số 4, số 5 và số 6. Chúng ta sẽ lắp một cái trên và một cái dưới như thế này. Ok, sau khi mà ghép xong như thế này chúng ta sẽ gắn vào đây. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ lắp cái phần đầu của cái em Plan này. Chúng ta sẽ lắp cái phần này vào phần đầu ha. Đây, như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ đậy vào. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Là một cái đế ha. Đây. Bắn được đạn các bạn ơi. Em này em bắn được đạn này. À, mình sẽ cho các bạn xem. Ui, hay nha, hay nha. Đó, đây mình sẽ gắn chặt cái phần đầu này vào. Thì ra đây là một cái công tắc. Đó, để bắn. Tí nữa mình sẽ thử bắn mấy em kia xem, mấy em zombie xem. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn vào đây thôi.
Đó, như thế này là hoàn thành xong bộ đầu tiên một em lửa. Ok, sang đến hộp tiếp theo ha. Này khả năng là 10 hộp thì chắc là mình phải chia ra làm hai phần quá, bởi vì là nắp một em cũng ra thì cũng nhanh thôi, nhưng mà nắp 10 em thì khả năng video cũng khá là dài. Gì đây? À, đây là cái em cổ hành ở đây. Ok, như vậy là mình sẽ lắp mỗi phần là 5 hộp ha. Chi 10 hộp thì chắc là dài quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lắp cái phần đế trước. Sau đó sẽ lắp đến nhìn hai này. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp tiếp hai cái cột này lên trên này và thêm những cái hình tròn màu xám này vào. Như thế này này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đậy hai cái hình vuông này lên. Rồi, đây giống như là một cái chỗ để hát karaoke các bạn. Đây là hai cái loa này và đây là cái mic này. Đó. Bây giờ thì sẽ lắp đến quả đào ha. Quả đào thì lắp sẽ đơn giản hơn là cái em màu đỏ lần trước. Đây, chúng ta chỉ lắp như thế này thôi. Nó lắp đế vào. Đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp đế như thế này. Là xong quả đào. Và sẽ để em nó ở đây. Đó. Giống như trong hình. Em này thì không có vũ khí có thể bắn ra được. Đó, chỉ là một cái hình đại diện tượng trưng như thế này thôi. Em nó thì đang hát thôi. Trông rất là cute, rất là dễ thương. Hộp thứ hai đã xong. Chúng ta sẽ tiếp tục đến hộp thứ ba. Oh. Lại là em màu đỏ này rồi. Em này thì đã bị trùng ha. Còn mình sẽ tạm thời để qua một bên. Bị trùng thì mình sẽ không ghép nữa. Hộp thứ tư nha. Em này này em mới này. Một em zombie. Đây, chúng ta sẽ xem những cái bước. Bước 1 này, bước 2, bước 3 này. Đây, bước 4, bước 5. Một em zombie đang đội xô trên đầu các bạn ạ. Ok. Rồi. Lắp ghép cái này thì dễ hơn rất nhiều so với lại Skibidi Thonet vì nó ít chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp hai cái phần này hai bên. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp một cái này như thế này. Tiếp đến là chúng ta sẽ lắp vào đây.
hai cái màu đỏ vào đây. Đó. Rồi hình nó vào đây này. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ kiếm một cái hình này và lắp. Sau đó chúng ta sẽ lắp lên. Cái này nó giống như là một cái hộp thư à. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp em zombie này. Và cũng sẽ lắp tay. Tương tự như những em Lego khác. Sau đó là bàn tay. Tiếp đó là đến phần chân này. Rồi chúng ta sẽ lắp phần chân vào. Xong xuôi đâu đấy thì chúng ta sẽ lắp đến phần đầu. Phần đầu thì chúng ta sẽ phải lắp cái mắt này vào trước. À, sau đó thì chúng ta sẽ đóng lại. Rồi cái xô thì chúng ta cũng sẽ lắp cái phần quai này vào. Rất là đơn giản thôi, nhìn cái là biết ngay. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đội xô lên phần đầu ha. Nó sẽ có một cái phần khớp nối ở đây. Đó. Và cho phần đầu vào. Đây như thế này. Cho nó giống với hình ha. Những chi tiết này thì là bị thừa này. Rồi sau đó thì đặt em nó vào trong cái đế này. Đó. Và chúng ta đã xong em thứ ba ngày hôm nay. Đây như hình ha. Ok, hộp thứ em thứ ba và là hộp thứ tư rồi. Đây mình sẽ lấy cái hộp mà bị móp móp này, do quá trình vận chuyển này nó hơi bị móp. Chúng ta sẽ mở hộp cuối cùng của ngày hôm nay, video cũng khá là dài rồi. Hy vọng là một em mới. À, có một em mới các bạn ạ. Đây còn có cái gì đây, logo gì đó. Đây chúng ta có một em, em này hình như là bắn được này. Hy vọng là em nó sẽ bắn được. Một em bắp cải xanh. À, cái này là để dán lên cái cờ các bạn ạ. Ok nhá. Đây, sẽ đổ hết ra. Và tiếp tục lắp cái phần đế trước. Những chi tiết này thì nó rất là khá là lớn nên là nhìn cái là biết ngay. Rồi chúng ta sẽ lắp tiếp như cái này.
lắp thêm cái đế hoa này lên. Là chúng ta đã xong bước 3 rồi nhá. Như thế này ha. Bước thứ tư thì chúng ta bắt đầu lắp cái em mắc cài này. Đây, chúng ta phải cho cái hình cần cầu này vào giữa cái phần đầu của em nó. Và đây là nắp đạn ha. Rồi đến nắp cờ là xong. Ok. Đây chúng ta có hai phần đầu em mắc cài này. Đây chúng ta sẽ cho vào giữa đây. Sau đó là đóng lại. Đây là cái viên đạn của em nó này. À, em này thì không bắn được rồi các bạn. Này chỉ để trưng thôi, không bắn được. Rồi chúng ta sẽ gắn em nó vào đây. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp đến phần cờ. Cờ thì nó lắp như thế này. Và chúng ta sẽ lắp như này nên là xong cờ. Đây mình sẽ xé cái phần cái miếng dán này ra để làm cờ của em nó. Đây chúng ta sẽ dán lại như thế này. Sau đó là lắp lại. Đó là xong. Giống như trong hình à. Rất tiếc là em này không thể bắn được. Ok, và như vậy là mình đã hoàn thành xong 4 bộ của em này. Một em bắp cải, một em zombie đội xô, một em củ hành hát karaoke và một em đậu bắp màu đỏ bắn được đạn. Đó. Đây, chúng ta có những em này rồi. Còn em dưa hấu này chưa có này. Hai em này chưa có này. Và em đặc biệt này cũng chưa có. Đó. Thì hy vọng là trong video lần tới này và tuần sau qua thì chúng ta sẽ có thể săn được một trong những em còn lại ha, đặc biệt là em cuối cùng này. Ok. Rồi, thế thì video của mình cũng khá là dài rồi, mình xin dừng lại tại đây ha. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho Dinty Channel. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau với phần 2, 5 hộp còn lại. Bây giờ thì bye bye.